Mời cả nhà ăn pizza cùng gia đình em nhé. Hôm nay ông xã nói là mua pizza cho cả nhà. Để mở cả nhà xem cái bên trong là như thế nào cả nhà nha. Đây. Loại này ngon lắm cả nhà ơi. Gia đình em hả, ai cũng thích ăn cái loại này hết trơn á. Cái tiếp loại thứ hai. Ta-da! Thơm lừng luôn. Thơm quá cả nhà ơi. Đang đói bụng nữa cả nhà ơi. Đợi ông xã đem pizza về và đói bụng quá trời luôn. Ngon tuyệt vời. Ngon quá cả nhà ơi. Xong rồi em sẽ mở loại thứ ba. Ta-da! Trái cây nữa. Khóm nè, hem nè. Toàn là loại em thích không nè. Nói chung em dễ ăn lắm cả nhà. Nhưng mà điều pizza mà nó có nhiều cà chua quá em không thích nha. Dễ ăn nhưng mà loại cà chua thì em không khoái. Nhưng mà mấy cái loại này ngon lắm nè. Thơm quá. Những ai của tín đồ hảo pizza, hảo ăn pizza thì thấy pizza nhìn mới thích, còn không có thích ăn pizza nhiều thì nhìn không có hấp dẫn. Còn ai mà thích ăn thì khi mà đói bụng mà thấy pizza sẽ rất là thích luôn. Em thì thuộc tín đồ rất là dễ ăn pizza, trừ đừng có nhiều cà chua là được. Em mời cả nhà nha. Còn đây là rau salad em làm. Em xắt thêm dưa leo với lại củ cây đỏ vào trộn chung với salad. Tí xíu nước sốt vô để ăn với pizza. Ăn pizza thì không thể nào thiếu Coca-Cola nha cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha.